cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ còn số 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay cửa hàng em sẽ giới thiệu cho tất cả khách hàng một con máy cưa xích Shinaway E300S, một con cưa xích Shinaway Nhật Bản đời mới, đẹp xuất sắc luôn. 300S thì sử dụng hai ốc xích lam. Lam theo máy là lam Latin 40, xích sử dụng xích 25 xích bãi, còn dày như mới luôn. Đó, hàng nguyên zin nhá, mặt lốc chưa chạy sơn luôn. Nói chung con này đẹp tầm 90% so với mới nhá. Đó. Thích hợp cho tất cả khách hàng sử dụng trong gia đình nhá. Dây giật còn rất là mới luôn này. Giật zin nhá, zin tuyệt đối luôn. E gió đây nhá mọi người, kéo ngang ra nhá. Đó. Còn đây là công tắc tắt mở này. Đó. Anh em mua về sử dụng trong gia đình thì khỏi suy nghĩ luôn. Con này thì nòng 36 ly nhá, nặng 4 cân rưỡi nha mọi người. Đây là bình đựng nhiên liệu xăng pha với nhớt. Còn bình này đựng nhớt thải để bút trơn nam xích. Có một con Shinaway E300S, giá tại bên em bán là 2.600.000 đồng nhé. Mọi người lưu ý là con này là lam Shinaway Latin 40. Đó. Mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé.